chúng ta đều biết, trái quỷ Zoan là thứ sẽ mang lại người sử dụng khả năng biến hình thành loài vật tương ứng nào đó và giúp cho họ có được sức mạnh thể chất vượt trội, vượt qua cả một người bình thường. Và bởi sức mạnh cơ bản của nó cũng đã đáng sợ và ao meta như vậy rồi, nên khi nó được thức tỉnh thì sức mạnh và độ bá của nó càng được hoàn thiện hơn đấy nhé. Tuy nhiên, số lượng người đã thức tỉnh được trái Zoan phải nói thì không có nhiều cho lắm, nhưng hầu như họ đều là những cái tên nổi tiếng và cực kỳ đáng sợ trên khắp thế giới. Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những người sử dụng trái Zoan đã thức tỉnh trong One Piece cho tới thời điểm hiện tại nhé. Tứ quái Impel Down. Cũng lâu lắm rồi, nhưng chắc các bạn còn nhớ tứ quái của Impel Down đúng không? Chả hiểu lúc này tác giả chỉ mới nghĩ đến việc cho hệ Zoan thức tỉnh sức mạnh hay sao, mà cho đám quái này những sức mạnh có phần hơi khó hiểu và thú vị tới như vậy. Tứ quái cai ngục của Impel Down đời đầu bao gồm một con bò, một con tê giác, một con ngựa vằn, một con koala, cả bốn con đều là động vật ăn cỏ. Nhưng tất nhiên, vì chúng đều là những kẻ sở hữu năng lực Zoan được thức tỉnh, nên cả bốn con đều là những kẻ mà bất cứ tù nhân nào cũng muốn tránh xa hết. Bởi lẽ chúng ta được biết rằng, đặc tính của trái Zoan, ngoài việc mang lại cho người dùng khả năng biến thành một con thú tương ứng, bao gồm dạng hoàn chỉnh và dạng lai để họ có thể sử dụng được những khả năng đặc biệt của chúng, kể cả từng đặc điểm riêng biệt của từng con vật, mang lại cho họ khả năng chiến đấu cực kỳ đa dạng mà không cần đụng chạm tới bất kỳ ai. Nhưng ngoài việc đó ra, thì trái Zoan còn đáng giá ở việc nó không chỉ cho người dùng sở hữu đặc điểm năng lực của những con thú mà họ có, mà còn giúp cho họ có được một cơ thể siêu phàm, không hẳn là bất hoại, nhưng độ trâu bò và sức chịu đựng của người sở hữu năng lực Zoan được tăng cường lên rất nhiều lần, vượt qua cả một người bình thường. Và có vài trường hợp, người sử dụng trái Zoan bị tên bắn thẳng vào tim, còn chẳng hề hấn gì nữa mà. Hay còn có trường hợp ăn trọn trái bom đủ sức mạnh hủy diệt cả thành phố mà vẫn còn sống nữa, thì có thể thấy rằng sức mạnh của trái Zoan là cực kỳ bá đạo, và vì thế cho nên đám quái thú trong ngục Impel Down mới khiến cho người khác sợ chúng tới như vậy. Bởi lẽ tùy vào từng con vật mà khả năng chịu đựng và sức chống chịu của trái Zoan đó còn được tăng lên rất nhiều nữa. Ví dụ như nếu bạn sở hữu sức mạnh của một con voi thì chắc chắn là bạn sẽ có đủ sức để đánh nhau với cả chục trận mà không bị đuối sức. Và vì thế cho nên, mặc dù đám quái thú Impel Down toàn là thú ăn cỏ, nhưng toàn bộ bọn chúng đều là những con thú cực kỳ nguy hiểm bên ngoài tự nhiên. À mà ngoại trừ con koala này nha. Nhưng với ba con còn lại, đầu trâu mặt ngựa, body tê giác, con nào cũng rất trâu và nguy hiểm. Việc tra tấn tù nhân đã là công việc thường nhật của bọn này, và chúng hoàn toàn có thể tra khảo tù nhân từ ngày này sang ngày khác mà không biết mệt. Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó chính là việc những con quái thú Impel Down mặc dù được xác định là đã thức tỉnh, nhưng có lẽ là sức mạnh của chúng vẫn còn rất hạn chế. Mà nói trắng ra là do những kẻ sở hữu có ý chí không vững vàng, nên sau khi thức tỉnh sức mạnh, chúng đều đã bị những trái Zoan này chiếm trọn tâm trí, nên cả bốn con hoàn toàn không còn hành xử được như người bình thường nữa. Đến cả việc nói chuyện mà chúng cũng không thể làm được là các bạn đủ hiểu rồi đấy. Bên cạnh đó, không biết có phải do đây là lứa Zoan đầu tiên được thức tỉnh hay không, nhưng về sức mạnh thì bọn chúng chỉ đáng sợ với hầu hết những tù nhân bình thường, chứ còn đối với Luffy thì không có một con nào có thể đánh bại cậu cả. Và Luffy hoàn toàn có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng mà không gặp khó khăn gì. Hoặc cũng có thể là do Luffy là Zoan thần thoại, còn những con này là Zoan thường nên có phần hơi chênh lệch sức mạnh đấy nhỉ. Luffy. Theo sau việc thức tỉnh của đám quái thú ngục Impel Down thì chúng ta có Luffy. Mặc dù trước đây bất kỳ ai xem One Piece cũng đều chắc chắn rằng sức mạnh của cậu là sức mạnh của một trái Paramecia chính hiệu với năng lực biến bản thân người sử dụng trở thành cao su, co giãn và biến mọi thứ có tính chất giống cao su. Và thực sự mà nói thì không chỉ người xem đã bị ăn quả lừa tới tận 22 năm mà ngay cả Luffy, người sử dụng trái quỷ đó từ nhỏ tới lớn cũng chẳng hề biết rằng sức mạnh của cậu thực sự không phải là sức mạnh của một hệ Paramecia mà nó chính là sức mạnh của hệ Zoan, một trái Zoan thần thoại cực kỳ hiếm, hiếm hơn cả hệ Logia và tất cả những hệ Zoan thần thoại khác. Bởi lẽ đây là trái Hitohito no Mi, mẫu thần Nika, thần mặt trời, thứ mà chính phủ thế giới luôn thèm khát và mong muốn có được. Không hiểu vì sao mà họ lại luôn muốn có được nó, nhưng sau những gì mà Luffy đã thể hiện thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao họ lại thèm muốn nó tới như vậy. Mặc dù là ngay từ lúc đầu, khi biết về sức mạnh của Luffy thì khả năng cao là chẳng ai lại muốn sở hữu nó cả. Bởi lẽ, với sức mạnh co giãn và đấm nhau tay không, chắc chắn là không thể ngầu bằng việc dùng 3 thanh kiếm cùng lúc để chém hạ đối thủ, hay dùng chân không đá ra lửa và đạp vào mặt kẻ địch đúng không? Cơ mà vì đây là sức mạnh rất phù hợp với sự tự do và thoải mái của Luffy, nên là cậu đã sử dụng nó một cách không thể nào phù hợp hơn trong trận chiến của mình và đánh bại những kẻ thù thực sự rất mạnh và quá tầm so với Luffy. Tuy nhiên, tin tốt là Luffy đã hoàn toàn chiến thắng tất cả, và cuối cùng là cậu cũng đã đối mặt với thử thách khó khăn nhất từ trước tới giờ là Kaido vua quái thú. Đó là điều kiện cần thiết để Luffy có thể mở khóa sức mạnh của mình và chạm được đến chìa khóa để thức tỉnh nó, hoặc ít nhất là Kaido đã giúp cho cậu làm như vậy.
Và cuối cùng là chúng ta cũng được tiết lộ rằng sức mạnh của Luffy thực sự là một trái Zoan thần thoại với năng lực của một vị thần có thể tùy ý lựa chọn cách chiến đấu cho mình. Bất cứ cách thức nào mà người sử dụng có thể nghĩ ra đều có thể hiện thực hóa và mang nó vào cuộc chiến. Như mọi người có thể thấy thì đây là một sức mạnh rất lố bịch, nhưng chính vì sự lố bịch đó mà chính phủ thế giới luôn tìm kiếm nó trong suốt 800 năm. Bởi lẽ họ đã có thể sở hữu được sức mạnh đó và biết đâu được chính phủ sẽ sử dụng nó để làm thứ mà họ đã phải chờ đợi trong suốt 800 năm liền. Và sau những gì mà Luffy đã thể hiện với dạng Ginam Nika của mình thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng đây là một sức mạnh cực kỳ mạnh và nó càng bá đạo hơn khi nó đã thức tỉnh đấy, đúng không? Bởi theo như lời Kaido đã nhìn thấy và đánh giá thì trái ác quỷ của Luffy đặc biệt ở chỗ nó có thể vừa biến đổi bản thân người sử dụng như hệ Logia thông thường mà còn có thể biến đổi môi trường xung quanh như hệ Paramecia nữa. Và chính hắn cũng phải thốt lên rằng sức mạnh của Luffy thật khó hiểu nữa là đủ thấy được sự bá đạo của nó rồi. Và đặc biệt hơn nữa là sắp tới chúng ta cuối cùng cũng sẽ được nhìn thấy lần đầu Luffy sử dụng năng lực khó chịu và lố bịch này để đối đầu với một sức mạnh Logia sẽ thú vị tới mức nào luôn cho mà xem. Không biết là Luffy có thể cầm được ánh sáng của Kizaru để chơi như cầm sấm sét hay không đây. Morgans. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa được tác giả xác nhận là Morgans có sở hữu sức mạnh trái ác quỷ đã thức tỉnh hay là không, nhưng vì Morgans đã xuất hiện đủ nhiều và hắn ta cũng đã thể hiện không ít trong truyện nên khả năng cao mình nghĩ là Morgans cũng có cho mình một trái ác quỷ của loài chim Hải Âu và đã thức tỉnh được nó. Vậy cho nên chúng ta mới luôn thấy tên này xuất hiện ở dạng chim như thế này đây. Có lẽ là hắn đã thức tỉnh sức mạnh của mình nên đành phải chịu ở trong dạng chim hoài như thế. Và rõ ràng là Morgans cũng có những đặc điểm thú vị cho thấy rằng hắn là người sở hữu trái Zoan, đặc biệt là khi Morgans dù chỉ là một nhà báo bình thường, nhưng hắn hoàn toàn có thể hạ gục được một đặc vụ CP0 đang chỉ súng về mình. Morgans không hề sợ bị bắn, mà thay vào đó, hắn đã cho tên đặc vụ kia biết rằng ai mới là bố ở đây mà không có một chút tổn thương nào. Tuy nhiên, việc Morgans đã thức tỉnh được trái Hải Âu là một bí ẩn lớn mà mình nghĩ rằng bất kỳ ai cũng thắc mắc muốn biết được đấy, đúng không? Bởi lẽ, hắn chỉ là một nhà báo bình thường, mỗi ngày chỉ có đi đây đi đó để thu thập tin tức làm báo. Thì làm gì có chuyện hắn rảnh tới mức luyện tập thể lực và cách chiến đấu để rồi trở thành một kẻ có sức mạnh nhiều tới mức có thể thức tỉnh được trái Zoan cho mình. Có lẽ là trong quá khứ, Morgans đã từng là một kẻ rất mạnh, thậm chí là hắn còn là một chiến binh cực kỳ dũng mãnh luôn chứ chẳng đùa. Và với sức mạnh đó nên có thể hiểu rằng vì sao mà tên này dám chọc vào ổ kiến lửa mang tên là chính phủ thế giới như thế. Không chỉ tự do viết những bài báo nói lên sự thật, mà ngay cả có lệnh của chính phủ thế giới gửi yêu cầu xóa bài thì Morgan cũng không hề quan tâm, vì hắn chỉ đơn giản là kẻ đưa tin một trận nhớ đời mà thôi. Có thể thấy rằng con chim này hoàn toàn không sợ hãi chính phủ thế giới một tí nào cả, một binh một cõi, muốn làm gì thì làm, nên chắc chắn là Morgan đã từng rất bá đạo vào thời xa xưa. Chỉ có như thế thì hắn mới có thể sống một cách không sợ bất kỳ ai như vậy. Và cũng nhờ có sức mạnh đó mà Morgan mới thức tỉnh được sức mạnh của mình, đúng không? Tất nhiên là hắn cũng rất mạnh, chỉ có điều là khả năng bay của hắn có lẽ là hơi vô dụng vì tên này sợ độ cao mà thôi. Lucy là một gương mặt vừa mới thức tỉnh trái ác quỷ của mình gần đây. Sau thời gian 2 năm trở lại, Rob Lucy, đặc vụ mạnh nhất của tổ chức CP9, kẻ đã bị Luffy đánh bại từ 2 năm trước, bây giờ đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Chỉ lợi hại hơn xưa thôi, chứ còn sức mạnh thì hắn vẫn kém xa Luffy. Vì giờ đây, Lucy không có một cái gì để có thể đánh bại Luffy cả, dù cho hắn đã thức tỉnh được năng lực của mình. Tuy nhiên tạm bỏ qua việc hắn có thể đánh bại được hay không, thì ở dạng thức tỉnh của Lucy có một vài điểm đáng chú ý đặc biệt mà chúng ta có thể thấy rõ. Đó chính là dải mây xung quanh cơ thể hắn, cùng với đó là những đốm trên người cũng hóa thành lửa và bốc cháy. Cơ mà nó chỉ mang thiên hướng trang trí thôi, chứ không có tác dụng gì lắm. Đúng vậy, nó không thể đốt cháy thứ gì cả, nhưng nó lại tăng sức mạnh cho Lucy, vì nhìn càng ngầu lòi thì càng mạnh chứ sao. Để mà nói thì việc thức tỉnh sức mạnh của Lucy có vẻ hơi bị thiệt thòi so với những người khác, bởi lẽ kẻ mà hắn được debut sức mạnh thức tỉnh của mình lại là Luffy, người đã mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên sức mạnh thức tỉnh của Lucy có vẻ như hơi bị chìm so với hầu hết những người khác. Nhưng có một điều đáng chú ý mà hẳn là ai cũng thấy rõ, đó chính là việc dù cho bản thân đã thức tỉnh được một trái hệ Zoan, nhưng chúng ta đều thấy Lucy hoàn toàn có thể chuyển đổi qua lại giữa các dạng với nhau, chứ không bị dí chết ở một dạng như những kẻ thức tỉnh ở phía trên. Và điều này là cực kỳ hiệu quả để gây ấn tượng và gây bất ngờ cho đối thủ của hắn. Hãy tưởng tượng mà xem, ai cũng nghĩ rằng Lucy chắc hẳn chỉ là Lucy của 2 năm trước. Xong rồi đùng một phát, hắn chuyển sang dạng thức tỉnh sức mạnh của mình cho mục tiêu thấy, rồi giành chiến thắng trước sự bất ngờ đó luôn. Tuy nhiên đó chỉ là trong tưởng tượng của mình mà thôi, chứ còn trên thực tế, đối thủ Lucy phải đối mặt lại là một tứ hoàng để đánh bại sinh vật mạnh nhất thế giới. Nên bây giờ là hắn phải cực kỳ chật vật để có thể xoay sở mà sống sót giữa lòng địch như hiện tại, như chúng ta đã thấy ở chap 1091 đấy. Kaku
Cũng giống như Lucy, Cá Cư cũng có một màn quay trở lại sau 2 năm vắng bóng đầy ngoạn mục khi hắn cũng đã thức tỉnh được sức mạnh hươu cao cổ của mình. Một sức mạnh có thể nói là không thể nào buồn cười hơn. Và như lời Zoro đã nói thì hy vọng là nó không phải là một hình vuông hay hình chữ nhật nào đó nữa. Cơ mà chắc là chỉ có vẻ ngoài trong hài hước vậy thôi. Chứ dù gì thì nó cũng là một sức mạnh Zoan đã thức tỉnh. Nên việc sở hữu đặc tính nâng cấp của trái Zoan là điều hiển nhiên. Và đặc biệt là ở dạng thức tỉnh của Cá Cư, hắn cũng có một dải mây xung quanh cơ thể như Lucy. Có lẽ cái dải mây này chính là đặc điểm của hệ Zoan thức tỉnh sau time skip. Chứ trước đó, những quái thú ở Impel Down hay cả Mugen thì chúng ta hoàn toàn không thấy dải mây nào của chúng. Có lẽ đây là một đặc điểm chỉ xuất hiện ở những kẻ đã thức tỉnh nhưng vẫn có thể trở về hình dạng ban đầu của mình. Còn quái thú Impel Down rõ ràng là chúng không còn có thể biến lại về thành người nữa, nên có thể thấy là không có dải mây nào cả. Và ngoại trừ vẻ ngoài có phần khác biệt ra, thì sự khác biệt giữa Cá Cư ở thời điểm hiện tại với 2 năm trước có vẻ như không có quá nhiều thứ để nói. Bởi lẽ cũng giống như Rob Lucy, Cá Cư trở lại sau 2 năm vắng bóng, kẻ thù đầu tiên mà hắn được tác giả giao cho sử dụng sức mạnh thức tỉnh để đối đầu, đó lại là Zoro. Một người rõ ràng là mạnh hơn hắn rất nhiều, vì là một hải tặc có giá trị cao thứ hai trong bằng tứ hoàng. Và bên cạnh đó, cách đây 2 năm trước, Zoro cũng đã từng làm gỏi Cá Cư rồi. Nên là bây giờ, việc anh đầu tảo có thể thanh toán con hươu cao cổ này chỉ là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Mino Chihuahua. Nếu nhắc đến tứ quái Impel Down mà không nhắc đến cái con Chihuahua này thì đúng thật là một thiếu sót lớn đấy đúng không? Tuy nhiên con Chihuahua này chỉ mới xuất hiện chút xíu tại phần ảnh bìa của cháp 662 thôi, nên là chúng ta không thể chắc nó có phải là một người đã ăn trái Zoan đã thức tỉnh hay chưa. Nhưng mà nếu đây thực sự là một kẻ đã ăn trái Zoan thức tỉnh thì khả năng cao nó cũng giống như bộ tứ Impel Down mà thôi. Vì trong con Chihuahua này hoàn toàn không có một chút tính người nào cả, và nó cũng chỉ mới xuất hiện ở ảnh bìa cháp 662, nên chắc là vai trò của nó cũng đã được thể hiện tại phần ảnh bìa đó luôn rồi đúng không?